Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về các cách để hạ huyết áp cao dành cho những người huyết áp cao. Có rất nhiều cái cách mà để hạ huyết áp, thế thì theo phương pháp diện trần Bù Cốt Châu thì có những cách nào đơn giản nhất mà không cần dùng đến huyệt mà ai ai cũng làm được, thì mình xin trình bày những cách sau đây. Thứ nhất, các bạn sẽ dùng các đầu ngón tay. Các bạn đặt ở đầu lông mày, các bạn vuốt xuống cuối cung mày như thế này, độ khoảng 10 tiếng đếm. Các bạn vuốt rất là nhẹ nhàng, không cần dùng lực. Các bạn nếu đang huyết áp cao, các bạn có thể ngồi xuống một chỗ. Các bạn thở đều nhẹ nhàng và vuốt nhẹ nhàng như thế này. Trước khi vuốt, các bạn có thể đo, và ngay sau khi các bạn vuốt xong 10 cái như thế này, các bạn có thể đo lại huyết áp và huyết áp sẽ hạ ngay lập tức. Mình đã ứng dụng cho rất nhiều người đã thực hiện cái cách đo huyết áp này, và cái cách vuốt để hạ huyết áp này rất là thành công. Cái bước thứ hai để có thể vuốt để hạ huyết áp, các bạn dùng các đầu ngón tay này. Các bạn sẽ vuốt từ đầu hai bên tóc mai này xuống dưới như thế này. Vuốt như thế này độ khoảng 10 tiếng đếm. Vuốt 10 tiếng đếm cũng nhẹ nhàng như thế này. Nếu mà các bạn đã vuốt ở đầu cung mày mà đã hạ rồi thì thôi. Nếu vẫn chưa có ưng ý, hoặc là mà cái cách vuốt trên đầu cung mày đối với mình không phù hợp, thì mình có thể chuyển sang cái cách hai như thế này. Vuốt từ đầu trên tóc mai này xuống dưới tận ụ cằm, cũng vuốt như vậy 10 cái. Sau khi vuốt xong, các bạn cũng có thể đo lập tức, đo lại huyết áp để kiểm tra ngay lập tức luôn mà không cần phải đợi chờ gì. Rồi, đó là cách thứ hai để các bạn có thể hạ huyết áp. Cách thứ ba, các bạn này, các bạn duỗi các ngón tay này ra, sau đó các bạn kẹp tay ở giữa như thế này, bạn vuốt từ trên xuống dưới như thế này, cũng khoảng 10 cái, vuốt từ trên xuống dưới. Bạn nhớ là ngón cái này kẹp đằng trước này, còn ngón trỏ này kẹp sát vào cái chân tay, vuốt như thế này. Các bạn có thể dùng cả hai tay vuốt xuống như thế này, vuốt xuống như thế này độ khoảng 10 tiếng đếm, sau đó lập tức đo lại huyết áp. Đó là cái cách thứ ba. Cách thứ tư, các bạn dùng cả lòng bàn tay. Các bạn vuốt xuống như thế này, vuốt xuống như này. Các bạn vuốt từ phía trên này xuống dưới, vuốt phía trên này xuống dưới, vuốt xuống dưới, vuốt xuống dưới. Cách thứ tư, các bạn cũng có thể làm như này. Các bạn vuốt từ trên xuống dưới này, vuốt từ trên xuống dưới như này, một chiều thôi nhá, cũng khoảng 10 cái. Sau đó các bạn đo huyết áp, các bạn có thể vuốt chéo này hoặc là vuốt từ trên này xuống cũng được, cách nào cũng được, đan như này cũng được. Rồi đến cách thứ năm các bạn này, các bạn có thể xòe tay vào như này và các bạn vuốt xuống như này, từ chỗ khuỷu tay này vuốt xuống, từ khuỷu tay này vuốt xuống, vuốt xuống cũng khoảng 10 cái. Sau đó đo huyết áp. Như vậy mình vừa hướng dẫn với các bạn về cách, năm cái cách để các bạn hạ huyết áp. Chú ý mỗi vùng các bạn chỉ cần vuốt được khoảng 10 cái, thật là nhẹ nhàng. Và có người hỏi rằng thế thì vuốt như thế trong vòng bao lâu? Các bạn vuốt mà thấy hạ rồi, sau đó là các bạn theo dõi. Nếu lúc nào nó tăng thì các bạn lại vuốt. Có người hỏi rằng thế vuốt như này nó có trị được tận gốc cái thằng cao huyết áp hay không? Trả lời rằng nếu các bạn muốn trị tận gốc cao huyết áp, các bạn phải tìm rõ nguyên nhân của cao huyết áp là gì. Còn nếu không, các bạn vẫn phải uống thuốc hạ huyết áp suốt đời. Thì cái cách này chúng ta sẽ giúp cho thay thế, các bạn sẽ không phải dùng thuốc hạ huyết áp nữa hàng ngày nữa. Và các bạn phải theo dõi thường xuyên nhé. Hy vọng rằng với 5 cách hạ huyết áp này sẽ giúp cho các bạn có thể là vững tâm, giúp cho mình tự hạ huyết áp mà không cần phải dùng đến thuốc. Cảm ơn cả nhà.